Đôi Mắt Âm Dương cũng vừa chính thức giới thiệu đến báo chí để chuẩn bị cho dịp Tết âm lịch này. Thì xem xong phim này thì Trần Xuân Phúc thấy như thế nào? Nói về kỹ thuật thì phim cũng ở mức khá là tốt. Nói chung là về phần làm phim, về phần cảnh và phần diễn viên thì khá là tốt. Tuy nhiên thì câu chuyện của phim nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà thật ra mình làm cho nó phức tạp lên để mà mình cho khán giả nhiều cú lật khác nhau. Nhưng mà thật ra là mình thấy nó càng lật thì nó càng nhây tới đoạn cuối luôn á. Nhưng mà nhìn chung thì thật ra đây là một bộ phim nếu mà nó đã hợp với Tết thì cũng không thật sự hợp. Nhưng mà nếu mà mình coi, nó cũng có thể cho mình một số tiếng cười, cũng có thể là ở mức khá. Tuy nhiên thì có một phần Phúc không thích ở bộ phim này, đó là âm thanh của bộ phim này rất ồn và rất là phiền, và âm nhạc cũng sử dụng rất là lung tung. Nó mang yếu tố vay mượn cũng khá nhiều. Chúng ta có thể thấy rất nhiều bộ phim khác có những cái yếu tố này rồi. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một bộ phim xem được. Và trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này khoảng 6.5/10. Và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Yếu tố hù dọa thì Phúc thấy ra sao? Thật ra yếu tố hù dọa của phim này nó hơi cũ. Nó không thật sự là nó đáng sợ. Tại vì ma chưa xuất hiện thì âm thanh đi trước rồi. Và cái âm thanh nó làm cho mình bực mình nhiều hơn là mình sợ con ma đó. Mà cái cường độ xuất hiện ấy, cái con ma nó ban đầu mình cảm thấy nó hù còn duyên ấy. Mà càng về sau kiểu khi mà mình đã nhây câu chuyện rồi thì cái cường độ càng lúc càng xuất hiện, mấy con ma nó không còn sợ nữa. Mà con ma nó kiểu nó bị phiền. Cái nhân vật mà phiền nhất phim ấy, tức là cứ đi phá nhân vật chính nhưng mà phá không tới, nên thành ra là nhìn nó hơi tội. Cái phần diễn xuất của Thu Trang nè, rồi của Quốc Trường, của Bảo Thanh cũng như là của La Thành thì thấy như thế nào? Thu Trang thì vẫn giữ được cái phong độ là một người đóng hài cũng tốt, đóng bi cũng được. Còn Quốc Trường thì chắc là lần đầu rước lên địa hạt điện ảnh thì Quốc Trường cũng có cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên thì mình nghĩ là Quốc Trường nên giảm cân trước khi vào vai này, tại Quốc Trường mập quá. Còn La Thành thì nét diễn của La Thành vẫn như vậy thôi. La Thành diễn hài hay diễn bi là như một. Nên cái đó cũng chắc cũng là biệt tài của La Thành. Và cái nhân vật của La Thành là mình nhớ tới nhân vật của Khương Ngọc trong phim Ống Kính Sát Nhân, cũng nhân vật bình bình. Còn Bảo Thanh thì thật ra Bảo Thanh diễn vẫn rất là truyền hình ấy, kiểu là có cố gắng để diễn bằng ánh mắt, nhưng mà kiểu Bảo Thanh chưa thể thoát khỏi vai trò là một diễn viên truyền hình để bước qua điện ảnh được. Và nếu như mà Bảo Thanh muốn được đóng tiếp những phim điện ảnh thì Bảo Thanh cần phải cải thiện cách diễn xuất của mình hơn nhiều, hoặc là phải tập diễn xuất sao cho nó điện ảnh hơn nhiều. Với những nhân vật phụ thì sao? Nhân vật rất là phụ á. Thì nhân vật phụ thì nó gần như là nó cũng hơi thừa, mình có thể cắt rất nhiều nhân vật. Chẳng hạn như là anh gọi điện đòi thêm tiền, hay là cô bé fan bất đắc dĩ thì cũng không có liên quan gì hết. Thậm chí là nhân vật của cô Ngọc Dầu hay là chú Trung Dân thì nó cũng chỉ mang tính giống như là thêm vào cho vui ấy, chứ nó không thật sự có vai trò trong phim này cả. Vâng, cảm ơn Phúc rất là nhiều. Về bộ phim Tiền Nhiều Để Làm Gì thì đây là bộ phim Việt ra rạp vào mùng 6 Tết và được thực hiện bởi đạo diễn Lưu Huỳnh. Đạo diễn Lưu Huỳnh trước đây chúng ta từng biết đến anh qua những tựa phim nổi tiếng như là Áo Lụa Hà Đông hay là Huyền Thoại Bất Tử. Với Tiền Nhiều Để Làm Gì thì thật sự mà nói là nếu gọi nó là phim thảm họa thì nó chắc chắn là một bộ phim thảm họa. Nhưng bên trong nó mình cảm thấy là đây là một câu chuyện có cái ý tưởng rất là thú vị, mà mình nghĩ nếu đưa vào tay những cái nhà làm phim có kinh nghiệm khác, hoặc là kịch bản này rơi vào tay các nhà làm phim Thái Lan, thì mình nghĩ đây sẽ là một bộ phim xem rất là ổn. Nhưng mà chính vì là chúng ta làm bộ phim này không có nhiều sự tính toán, cộng với kịch bản Việt Nam viết còn khá là sơ sài, và nói chung là cái cách mà đạo diễn Lưu Huỳnh thực hiện bộ phim này nó rất cũ kỹ, từ diễn xuất cho đến lời thoại, có lẽ như là anh vẫn còn sống trong cái hào quang của mình từ nhiều năm về trước. Bên cạnh đó thì dàn diễn viên của bộ phim này mặc dù đều là những diễn viên có những cái sức nặng về diễn xuất khác nhau, tuy nhiên chính vì cái kịch bản nó phá đi tất cả diễn xuất của họ, họ có cố gắng rất nhiều trong diễn xuất của mình nhưng mà mọi thứ gần như đều vẫn nằm ở con số 0. Nói chung đây là một bộ phim với một cái ý tưởng thú vị, nhưng tất cả những phần còn lại của bộ phim, từ chính đến phụ, từ thực hiện phim đến diễn xuất, tất cả đều sai và tất cả không nên được kết hợp lại và đưa lên màn hình. Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi và Phúc cho bộ phim này 5./10.